Bích xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ tư ngày 23 tháng 5 năm 2018. Đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn gồm có phần 1 là tin quan trọng và phóng sự lễ khánh thành bia tưởng niệm chiến sĩ Hoa Kỳ hy sinh và mất tích trong thời gian phục vụ tại Việt Nam. Trong phần 2, Bích Phương kính mời quý vị theo dõi phỏng vấn đặc biệt cựu đại sứ Bùi Diễm về hội nghị thượng đỉnh giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn. Để mở đầu chương trình, Bích Phương kính mời quý vị theo dõi tin quan trọng. Hoa Kỳ Nam Hàn hội đàm về hội nghị thượng đỉnh với Bắc Hàn. Tổng thống Donald Trump đã làm việc với tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in hôm thứ ba. Trước dự đoán hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ Bắc Hàn dự kiến tổ chức vào ngày 12 tháng 6 có thể sẽ bị hủy bỏ. Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ Bắc Hàn được lên kế hoạch tổ chức tại Singapore nhằm xây dựng hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, tuy nhiên có khả năng sẽ bị hủy bỏ. Điều đó cho phép Bắc Hàn có thể hồi sinh các chương trình vũ khí hạt nhân của mình sự lưỡng lự của tổng thống trump dường như đã phản ảnh một kết quả thất bại chắc chắn trong nỗ lực hòa giải hai miền hàn quốc trong một phát biểu công khai tổng thống trump cho biết rất có thể hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ bắc hàn sẽ không diễn ra theo kế hoạch tại văn phòng bầu dục tổng thống trump nói với ông moon ông kim đã không đáp ứng điều kiện để tổ chức hội nghị thượng đỉnh mặc dù đã có thái độ nghiêm túc về các cuộc đàm phán tuy nhiên tổng thống trump không nêu rõ các yêu cầu đã đặt ra cho ông kim đặc trách báo chí tòa bạch ốc sarah sanders cho biết tổng thống trump đang đề cập đến một cam kết liên quan đến phi hạt nhân hóa bắc hàn ông moon bày tỏ hy vọng tổng thống trump có thể tổ chức một hội nghị thượng đỉnh thành công ông nói tôi rất tin tưởng tổng thống trump sẽ tạo nên một thành tích lịch sử mà không ai có thể làm được trong những thập niên qua các viên chức hoa kỳ cho biết Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ Bắc Hàn vẫn đang được chuẩn bị mặc dù có nhiều khả năng sẽ bị hủy bỏ hoặc trì hoãn. Tổng thống Trump cho biết thay vì hủy bỏ, hội nghị sẽ bị trì hoãn, ông nói: "Hội nghị có thể không được tổ chức vào ngày 12 tháng 6, nhưng chúng ta có thể tổ chức vào một thời điểm muộn hơn." Gần đây Bắc Hàn đã rút khỏi các cuộc đàm phán cấp cao với Nam Hàn và phản đối các cuộc tập trận quân sự chung giữa Hoa Kỳ Nam Hàn. Bắc Hàn cũng đe dọa hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh với Hoa Kỳ nếu Tổng thống Trump chỉ muốn phi hạt nhân Bắc Hàn mà không có hành động thiện chí nào. Ông Moon đã tìm cách thuyết phục Tổng thống Trump giữ cuộc đàm phán với Bắc Hàn. Phát ngôn viên của Tổng thống Moon, ông Yoon Yu Cheng nói với các phóng viên rằng hai nhà lãnh đạo đã đồng ý sẽ cố gắng làm hết sức nhằm tổ chức hội nghị theo kế hoạch sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 6. Ông cho biết ông mua nói với Tổng thống Trump rằng ông Kim đã mạnh mẽ cam kết tổ chức hội nghị và họ đồng ý sẽ hỗ trợ Bắc Hàn sau khi phi hạt nhân hóa hoàn toàn nước này. Các cuộc đàm phán cấp cao giữa hai miền Triều Tiên có thể sẽ được tiếp tục sau ngày 25 tháng 6 năm 2018.